Action. Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình là đang là một chiếc hộp của Samsung Galaxy Note 7 được đến từ nhà mạng Hàn Quốc. Và bây giờ mình sẽ khui khui hộp sản phẩm này ra. Thì mình đã từng hồi nãy mới lái máy về thì mình đã mở hộp ra mình trải nghiệm trước rồi. Bây giờ mình giới thiệu cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đây, thì mở ra là mình đây là bạn thoáng qua làm đây là một chiếc Samsung Galaxy Note 7. Note 7 thì mình mở lên cho các bạn xem. Ở dưới này thì mình giới thiệu sơ qua về sản phẩm. Đây, trong hộp nó có chiếc Samsung Galaxy Note 7. Mình mở hết phụ kiện cho nó ra luôn. Trong này là có cái khe chụp sim. Ở đây là có cái sạc nhanh của Samsung. Cái này là cáp USB Type-C. Cái này hỗ trợ sạc nhanh. Cái này là cáp 4G. Và nó có chức năng là chuyển từ USB Type-C và cáp micro luôn. Đây. Cái đây là cái gì anh Quân? Đầu bút, cái này là đầu bút. Còn cái này là cái hình như chuyển USB Type-C và đúng không? Cái này nãy em nói lộn rồi. Chuyển USB Type-C. Dạ, chuyển USB Type-C này. Còn đây. Đây là tai phone thì nó cũng giống như cái phone, nó giống như cái phone của Samsung Galaxy S7. Thì còn gì hộp nữa không? Dạ, hết rồi. Còn rồi. Không hả? thì mình bây giờ mình sẽ đi đến chiếc máy. Thì mình đã có từng mình đã cài em nó rồi. Trước kia khi nãy mình đã cài em nó, cài vẻ mặt cho em nó rồi. Đây. Đây, anh Quân xin quay sát sát lên cho các bạn xem. Đây vẻ mặt này. Vẻ mặt này nó tính năng mới là vẻ mặt mới có bằng mắt này. Đó. Thấy rõ không anh Quân? Đấy. À, mày qua lại một lần nữa cho các bạn xem này. Đây đây. Đó. Và đây bạn. Nhắm mắt lại thì mở không? Nhắm mắt thì nó không mở đâu. Đây. Đây này. Nó mình nó nhạy quá mà, mình chỉ còn nó mình mở máy mình vuốt lên là nó ấy luôn mà. Đây thì mình chạy với đây, còn dưới đây là cây bút. Cây bút của nó này. Cây bút của này nó có tính năng á là ở dưới nước nó vẫn viết được luôn. Cái này nó rất là chịu lực, nó rất là tốt. Tốt hơn Note 5, mình đã so sánh hai cái chiếc bút rồi, cái này chịu lực rất là tốt hơn Note 5. Thì ở dưới này á thì nó có cái dưới này là có loa mic và cáp kết nối, và đây cũng là cổng sạc luôn. Đây còn ở chỗ này á là jack 3.5 mm. Cái ở trên này là khi chơi cái đựng cái bộ sim thì mình khui chiếc sim ra luôn. Cái này phiên bản này 1 sim 2 sim. Thôi mình lái của mình khui cho nhanh luôn. Mình khui cái này ra luôn cho các bạn. Đây. Cái này. Đây. Đây là trên đây là nó có là 1 sim. Cái này 1 sim với một cái này là bỏ thẻ nhớ khi đựng thẻ nhớ. Đây. Rồi mình dạ thì phiên bản mình biết á, mình lên các diễn đàn mình tham khảo á, thì cái phiên bản Hàn Quốc á, thì nó ít lỗi hơn cái phiên bản của quốc tế nha các bạn. Thì mình đi vào trong và sau vào trong hơn nữa. Đúng rồi. Đây, vẫn mạc quên, tưởng cái vân tay á, thường nó mình dùng vân tay quen rồi. Thì con này thì nó có các tính năng cũng như S7 thôi, nó có cái khả năng chống nước. Ở trên bên này á, thì nó có bo cam. Nó bao cam nhẹ, nó không có bao cam nhiều như S7S với S6S, nó bao cam nhẹ. Đây, anh Quân quay sát lên cho các bạn xem. Đây, còn chỗ này là có tai tăng giảm âm lượng. Bên này á thì có cái nút nguồn. Sau này á thì nó nói chung là nó cũng như là cái S7S thôi, nhưng mà nó có thêm một tính năng là có cái vẻ mạc rồi, cái mở khóa bằng mắt thôi.
Sau này thì cũng camera rồi, cũng nói chung là cấu hình thì nó cũng y chang như đẹp cái. Đây, cái này thì nhìn thì nó nam tính. Cái nốt này nhìn nam tính. À, ném thì mở lên lên trang mình cho các bạn xem. À, mình nói một điểm này nữa là cái chiếc Samsung Galaxy Note 7 này nó dùng giao diện mới hoàn toàn so với các thì cái chiếc Samsung Galaxy Note 7 này á thì nó dùng cái giao diện mới nhất của Samsung luôn. Mà mình nghĩ các bạn, những bạn mà dùng Samsung Galaxy S7 hoặc là S6 thì nhà sản xuất Samsung sẽ sớm nâng cấp cho mình lên cái giao diện này. Này, giao diện này rất là lạ. Hồi lúc nãy mình mới mở máy lên á, là cái lúc ban đầu á, là cái phiên bản này là của nó là tiếng Hàn. Mình mở một chẹp mình mới mở được qua tiếng Việt rồi. Tại nó rất là lạ. Cái này nó, cái giao diện nó rất là lạ. Đây. Thì cái đây ở trên này nó có khác, đây là camera, bên này là cái này là quảng mạc đúng không? Không. Yeah, nó camera quảng mạc này. Quảng mạc này. Cảm biến đấy. Giống mạc đúng rồi. Cái này em chưa nghiên cứu kỹ nữa. Đây. Thì mình sơ qua là sản phẩm như vậy. Còn cái chiếc sản phẩm này thì hiện tại bên em là đang bán với giá là 17,5 triệu. 17 triệu rưỡi với phiên bản là 64GB. Cái phiên bản, à các bạn, cái này thì phiên bản chung của nó là 64GB chứ không có 32GB nha. Phiên bản là, phiên bản chung nó là 64GB. Đây. Thì trên tay mình đã đánh giá xem chiếc Samsung Galaxy Note 7 này. Bạn nào có ý kiến hay là gì thì comment vô dưới thì đỡ bên em mình trả lời rõ hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.